rồi, chị Lâm Thị Quyền nghĩ rồi, ừ. Gương mặt vàng trong làng hát lạnh. Rồi, tiếp theo, hát chục bài trong một đêm 10.000 lần. Cái này chắc tôi nắm mỗi tay nè. Tôi có mấy bài à. Rồi, hát tục tiểu thiếu văn hóa 100.000 này nặng. Phải không? Ừ, cái này hát 100.000 chưa đúng nữa. Cái này phải tỷ. Tại hát sai nữa, khởi quá bắt dẹp đòn luôn. Rồi, cái đòn ăn hết rồi nha. Nhớ bắt giùm em Thanh nha. Nhớ em, anh là trọng tài đó. Bà con bắt giùm em nha. Giúp bà con này nè. Gì vậy trời? Mặt xấu xấu mê hồn. Rồi, vậy bây giờ ai chưa có vé giơ tay lên em. Còn có vé rồi, bắt xong có bắt đầu vô à. Số giờ vô. Yeah, more fire, more.
54 là tấm vé cờ hơn sức cơ sinh dựng xe hơn nó mới có 4 bài á. Mấy cưng ngon lắm. Nhưng mấy cưng quên chị là chủ rồi. Chị không thích hát chị đứng chị dẫn nguyên buổi không ai nói gì được chị. Thôi mày hát hết bài cũng không được. Rồi lên đi chị gái ơi. Dạ đó. Giờ hát bài của em là bao trúng dễ sợ không? Rồi ngay bây giờ em lại tiếp theo xin được đạo bước một chiều bà con cô bác mình mời lên máy ép truyền thông rồi. Dạ chị có 20 nghìn đồng ở một lời bả hàng rất mong quý vị cùng đồng hành nhiệt tình nhé. Rồi dùm lời 4088 với các con số may mắn. Dạ 14 có 1 29 có 2 46 có 3 54 hợp lệ. Dạ 4 xong cho bọn em quý vị không tin tưởng thì bước được sau đó chuyển lại dùm cho em nha. Không sao quà không. Dạ miệng bà. Rồi quẹo như nhận cúp chừng cho em. Rồi bây giờ dùm lời tiếp theo xin được đạo bước phục vụ bà con cô bác mình rất mong quý vị cùng đồng hành nhiệt tình. Nhưng quả tới đây là sáng nhất Sài Gòn yêu thương nha. Đó em mà cái cậu mà cái đầu mà không có đi không nổi luôn đó. Rồi em bây giờ ai chưa có vé thì giơ tay giùm em cho Hương Quảng tới phục vụ bà con cô bác mình. Bữa nay Hương Quảng nắm cánh cái gì nha. Và ai cần cứ kêu Hương Quảng chạy tới nha. Chạy mỗi giờ là rồi chị Sang còn vé chị Sang ơi. Đó còn hai vé cuối tay ít rủi nhiều mai bà con cô bác mình nha. Chị Hương Biên còn vé chị My ơi. Đó sau lưng em trai lên giơ tay luôn kìa. Đó thì em trai tặng hai vé rồi lấy là 40 giùm em đó mới vô. Rồi, ngay bây giờ ai chưa có dép giơ tay giùm em bộ là phòng vừa tận nơi tận chỗ thì cái vé đã qua vòng loại rồi. Quý vị là cái mặt sao để làm gì à? Ghi tên và số điện thoại để khi cuối giờ bốc thăm cảm ơn quý vị sẽ có 2 bao liền gì đỡ thắng mỗi bao trị giá 500.000 đồng để dành tặng cho quý vị đã đồng hành cùng Sài Gòn Tinh Thần từ đầu tới cuối nha.